Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ nhé. Ở clip này thì chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một người bạn mới của kênh nhé. Người bạn của chúng ta có cái nick là Vũ Đức. Xin chào bạn Vũ Đức nhé. Với yêu cầu của bạn Vũ Đức thì chúng ta sẽ gặp lại một nhân vật Super Runner rất là quen thuộc của các bạn. Đó chính là Super Runner Red. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đây, cùng với cái bán trượt, đó chính là cái bán trượt Hot Rod các bạn. Cái bán trượt Hot Rod đây, cái bán này đây các bạn. Còn nhạc nền thì bạn Vũ Đức không yêu cầu nhạc nền các bạn, cho nên mình sẽ giữ nguyên cái nhạc nền ở cái bản update này ở Lạc Dương. Và hôm nay thì mình cũng xin chúc cho người bạn mới của chúng ta là Vũ Đức có một ngày mới luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé bạn Vũ Đức. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Lạc Dương cùng với Super Runner Red và cái bán trượt Hot Rod nha các bạn. Xuất phát thôi các bạn ơi.